Rồi, xin kính chào các bạn và mọi người nha. Hôm nay thì mình quay bán cái chiếc máy cày Aptos ha. Thì đây là cái dòng máy cày đời mới đó. Dòng máy này xuất xứ từ Ý ha. Thì hôm nay thì mình quay mình bán cái chiếc xe này, lần đầu tiên mình chiếc xe này quay bán luôn ha. Đó, trước giờ là chưa có bán cái chiếc nào cái hiệu Aptos này đó. Đây là cái con máy Aptos nó lê lại nông cơ ở mà cầu sắt 13 Chi Tôn A Giang á. Con này chữ B504 -3 là đó, chắc con này 50 HP rồi, 50 ngựa. Con này nó nhiêu giờ rồi, chú? Ngàn lẻ. Hả? Ngàn lẻ rồi ha. À, rửa cho sạch cho mọi người xem cái màu của nó ha, mới có ngàn lẻ mấy giờ vậy đó. Thì chọn bộ của cái phụ kiện kèm theo phụ tùng kèm theo của chiếc xe này, chọn bộ là còn có bánh lồng nè, bánh hơi nè, dàn sới ha. Cái này là không có, cái này là khung trang là không có đó. Rồi cái máy á, cái nói chung là máy móc rồi bên theo mình mất thời mình quan sát á là không có thấy xì nhớt gì trơn á nha. Thì ai có mà nhu cầu mà mua thì đến xem kỹ máy hơn nha, chứ bây giờ là đang chạy chọc sình không à, cũng không có rõ đâu, nhìn nó bị sình không à, mình quay mình nói cũng không có, mọi người cũng nó mơ hồ lắm, xem trực tiếp đi nó dễ. Này nó 8 cục tạ nè, dòng này 8 cục tạ ha, khoảng cục 18 kg á. Bên mình có cái máy bơm nước nó đang nổ sùm chút. Đây là dòng máy của nông ngư cơ Lê Lợi ha, đời mới. Xe này là xe mới tinh luôn nha mọi người. Đó, bánh lồng thì hai thớt. Đề máy chạy tới cho cái chị đằng kia qua đi. Nhích tới chút cho chạy rồi. Bây giờ chạy đi chụp đó nha mọi người. Chạy được rồi, được rồi. Cho chị này qua cái đó. Rồi qua ngon lành ha, rồi xong. Đây là cái bộ phận cái đuôi chuột nè. Hôm nay là chạy chụp cũng có dàn sới cầm theo. Ra ngoài đồng cho mọi người xem ha. Cái chiếc này á là giá là báo trên cái video này luôn ha, là 230 triệu ha. Ai cần thì liên hệ có thương lượng nhẹ đó, mới có 1063 giờ vậy đó. Cái khung trang là không có nha mọi người, chỉ là bánh lồng dàn sới rồi bánh hơi thôi. Đây, bây giờ cho mọi người xem cái chiếc Aptos này vô chạy trục rồi nha mọi người. Thì cái hơi máy nó là như vậy ha, cho mọi người xem cái thực tế luôn. Đó. Đó. Thấy gan cái hơi như là 50 nha mọi người, chạy rất là im ha. Lẹ, con này lẹ. Thì 230 ha. Ai cần thì liên hệ qua cái số điện thoại của chú, mình sẽ để ở trên cái tiêu đề cho mọi người là tham khảo. Cái này mới có chạy chục con bạn một mà nó lắng lứt lên nè, trời nhanh vậy. Đó. Xe này đang xài ha, chú cần bán lại có công chuyện. Đó, mới cần bán lại. Vô trong chạy còn lẻ hơn ngoài này nữa. Đây, cái này là cách chụp, cái này là chụp tắt ghép đó nha mọi người, chụp ghép chạy cắn có một bánh đi qua. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình bán cái chiếc Aptos luôn ha. Và trên mạng xã hội trước giờ là mình cũng chưa thấy là cái dòng Aptos này là bán ở ngoài thị trường bán lại nha mọi người, thấy người ta mua rất là nhiều á, dòng Aptos này nè.
Dòng này là máy cày của châu Âu ha, xuất xứ từ Ý. Lúc trước có một đợt trình diễn hội thảo ở dòng Adbot Lê Lợi ở mà cụ sắt 13 đó, mình có đến tham dự. Cái cơ sở lớn là ở Sóc Trăng, đại lý chi nhánh là ở cái cầu sắt 13, Chi Tôn An Giang. Đó, có bán cái dòng máy này. Dòng máy này chạy thấy rất là mạnh đó, tốc độ nhanh đó. À, thôi mình sẽ nhắc lại một lần nữa nha mọi người, cái con Adbot này là được chú là kêu giá bán lại là 230 triệu ha. Thì ai có nhu cầu thì liên hệ qua cái số điện thoại của chú, mình sẽ để ở trên cái tiêu đề cho mọi người, giữa hai người nói chuyện với nhau đó. Thì chiếc xe này là bán trọn bộ gồm có mà bánh lồng, dàn sới và bánh hơi ha, chỉ có bao nhiêu đó thôi đó. Trọn bộ là như vậy nè. Cái này là ở phía sau cái khung trang, nghe nói là chú Nhiên là không có bán gì đó, chút cho mượn gì đó. Thì có gì thì giữa người mua và chú sẽ nói chuyện rõ hơn về mấy cái bằng này ha. Và con này là 1063 giờ. Tắt ghép một cái nhìn rất đẹp ha. Cái này hơi thiếu nước hơi, này phải thêm một miếng nước này, mấy cái gò này sẽ ra đất nè. Còn này hơi thiếu nước, cái chỗ gò thì nó khô quá, có mấy chỗ mà hơi nước lạng lạng, nó là vừa, rất là vừa chạy. Ở đây là của đồng Tây Năm á nha, Tây Năm Vĩnh Gia ấy, Tây Năm Vĩnh Phước, Chi Tôn An Giang á. Quá xa gió mọi người, thì đất ở đây trời trục rất là nặng chạy ha, do là không có đốt gom được á. Cái thời gian vừa qua là mưa quá là nhiều đó, rồi sới tắt nhất rồi xong quay ngang là sới nhà, sới vùi thí, sới dập, gọi là sới dập. Giờ là mấy ngày sau là em anh bót là vô trục. Bây giờ thì thêm một người nữa lại kêu chạy đất kia để qua được cái miếng ruộng này, hơi mệt rồi, bây giờ kêu chạy qua đất kia để chờ. Đó, giờ chạy thêm nữa. Rồi thôi, cái clip của mình cũng xin kết thúc luôn mọi người. Thì mình xin nhắc lại một lần nữa ha, chiếc xe này là dòng Adbot của đến từ Ý, châu Âu á. Thì anh này anh ý chú này chú kêu giá lại là 230 ha. Xe mới thì tầm khoảng là khoảng 385 á, xe mới á. Con này chạy được 1063 giờ. Rồi ai có mà nhu cầu cần quảng cáo máy, các máy là phục vụ máy nông cụ rồi đó, thì liên hệ qua cái số điện thoại của mình ha, hay là bán máy cày, số điện thoại của mình là 0975 532373.